Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của đồ sĩ hiệu. Em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui với gia đình thân thương của mình ạ. Clip này thì em sẽ lên cho mọi người những cái mã sản phẩm hàng mới về của bên em nha. Chúng ta sẽ có những chiếc áo thun dài thể thao như thế này thì hầu hết nó đều là cái chất liệu thể thao nha. Chúng ta có vài con chạy bộ này, vài con chạy bộ, vài con giữ nhiệt nữa ạ. Và đều là của những cái hãng rất rất nổi tiếng ạ. Đây, độ mới của hàng thể thao của bên em thì nó chỉ có như này thôi. Nó rất là mới nha mọi người. Tất cả những cái thông tin, thông số của sản phẩm bên em sẽ đo đạc và ghi một cách cực kỳ chính xác. Và để nó bên phía góc màn hình đây nha mọi người. Mọi người khi mọi người mua hàng online thì mọi người hãy nhìn vào cái bảng thông tin này nha. Còn số điện thoại đặt hàng thì em sẽ ghi bên phía này. Mọi người có thể nhắn tin, gọi điện hoặc kết bạn Zalo. Cái hình thức đặt hàng nó dễ dàng và nhanh chóng nhất. Mọi người nên gọi điện cho em hoặc là kết bạn Zalo cho em nha. Em vẫn ưu tiên chốt cho những khách hàng mà kết bạn trên Zalo hơn. Bởi vì nếu mình mua hàng với nhau đường dài ấy, thì mình nên kết bạn với nhau để kiểm soát đơn nó dễ dàng hơn và chăm sóc khách hàng nó dễ dàng hơn nha mọi người. Rồi em vào sản phẩm đầu tiên đi ạ. Đây, vẫn là một con áo rất là mới, một con áo thun thể thao rất là mới và đây là con áo dài tay nha mọi người. Một sản phẩm chính hãng của Adidas. Con này độ mới thì như một chiếc áo mới luôn. Những cái sản phẩm hàng thể thao của bên em nó vẫn vậy nha. Nó sẽ phù hợp với những người mà đang tìm kiếm một cái sản phẩm đồ đã qua sử dụng mà nó mới như mới. Hay nói ngắn gọn là phục vụ những khách hàng nào thực sự khó tính đây. Một con Adidas rất là mới luôn ạ. Và con này nó size L, phối màu cũng rất lạ nha. Đây con mới phối màu rất là đẹp ạ. Nó phối 3 sọc ở cánh tay như thế này đây. Rất là đẹp, nó phối rất là đơn giản nhưng mà nhìn rất là tinh tế, nhìn rất là thể thao ạ. Logo của Adidas đây ạ. Con này thì tầm size L này. Con này em tư vấn cho mọi người từ 65 cho tới 70 cân, cao 1m7 đổ lại nha. Tiếp theo em có một con Nike Tri-Fit dòng chạy bộ nha. Con này dòng chạy bộ này, phối màu đẹp chưa? Phối màu của nó rất là sang và cái chất liệu của nó khi mình sờ vào ấy, thực sự là rất là mê. Con này mọi người mặc chạy bộ mình tập thể dục thể thao cho em nha. Độ mới 99%. Mọi người nhìn cái form áo là mọi người biết rồi. Đẹp chưa? Dòng chạy bộ nha. Và cái này khi mọi người mặc lên người thì nó sẽ ôm vào người. Cực kỳ thích luôn. Mình chơi thể dục thể thao cho em. Mình chơi thể dục thể thao cho em nha. Con này size L luôn ạ. 65 cho tới 70 cân. Cao 1m7 đổ lại. Với những cái dòng áo giữ nhiệt như thế này thì mọi người nên mặc lùi lại khoảng một vài cân nha. Ví dụ thường các anh 73 cân. Các anh mặc size L. Thì những cái con như thế này các anh size M mà 68, 65 cân mặc vẫn được. Bởi vì nó sẽ ôm body nha. Những cái con áo giữ nhiệt như thế này thì thường nó sẽ ôm vào người. Và nó phục vụ cho mục đích mình chơi thể dục thể thao nha. Tiếp theo em có một con size L của Nike, mã T3. Này. Một con áo thun dài tay chất thể thao siêu đẹp của thằng Nike. Logo thêu rất đẹp ở đây, phối hai màu đỏ và đen và trắng thôi. Nó đơn giản như thế này thôi. Nhưng mà nó rất là đẹp. Mọi người mặc chơi thể dục thể thao và mặc thời trang cũng được. Cái chất này thì nó khá là dài. Con này thì chất khá là dài. Mã T3 này, Nike. T4 thì em có một con của Adidas. Con này là nó chuyên luôn. Nó chuyên thì mình để mình mặc, mình tập thể dục thể thao luôn. Cái chất của nó rất là sướng. Mặc nó sẽ ôm vào người nha. Mỗi người vận động thì nó sẽ rất là thoải mái luôn. Con này cũng size L luôn. Mã T4, một sản phẩm chính hãng của Adidas. Mọi người nhìn thấy độ mới của nó chưa? Đây, hàng thể thao của bên em thì nó sẽ mới như thế này. Đó. Đây. Phía sau nó phối 3 sọc của Adidas này. Con này size MO nhưng mà nó tương đương với size L của châu Á đấy ạ. Thì con này từ 70 cân đổ lại. Bởi vì những cái dòng body này thì bên em sẽ lùi lại cho mọi người một vài kg nha. Để mọi người mặc vào nó không bị quá là bó. Những cái sản phẩm áo giữ nhiệt như thế này, áo thun như thế này thì nó sẽ ôm vào người. Nên những anh nào mà bụng quá to ấy thì mình không nên lấy nha. Những anh nào mà bụng mình quá bự thì mình không nên lấy mấy cái dòng áo như thế này. Mặc nó sẽ không có hợp đâu. Những cái sản phẩm này dành cho những người nào bụng nó vừa phải hoặc là bụng nó nhỏ thôi. Nhưng anh nào mà mặc mình chơi tập thể dục thể thao ấy. Hoặc nếu mà các anh là bụng bự thì mình mua lên một size nha. Ví dụ các anh size M thì các anh mua size L cho em. Mua lên một size. Rồi mã T4 này. Size L luôn. 70 cân đổ lại ạ. T5 thì em có một con Nike Running. Một cái dòng Nike chạy bộ này. Thun dài tay. Chất thun rất là đẹp luôn. Đây. Những cái con này không cần giới thiệu nhiều đâu. Chất của nó rất là đẹp và cái thương hiệu lớn thì không có gì để giới thiệu cả. Mọi người cứ mua về mà sử dụng thôi. Không có gì để nói nhiều bởi vì cái chất nó rất là đẹp rồi. Mã T5 con này cũng size L luôn ạ. T6 tiếp tục em có một con dài tay của thằng Nike. Logo thêu này, màu cũng rất là đẹp luôn. Đó, một con dài tay áo chính hãng của Nike nha mọi người. Một cái sản phẩm như thế này mọi người mua mới thì nó cũng phải tiền triệu. Triệu mấy, 2 triệu ạ. Mã T6 con này cũng size L luôn. Hôm nay thì hầu hết toàn size L. Bởi vì
Những cái con này mọi người có thể down xuống một size nha. Ví dụ các anh size M thì vẫn có thể mặc được, bởi vì áo nó sẽ ôm vào người, mặc rất là thích ạ. Tiếp theo này, em có một con size L vào dòng Nike Running luôn. Này, thun dài tay, logo Nike đây, độ mới cao, thun này, rất là mịn luôn. Mặc lên người nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Những cái dòng này là dòng chuyên để cho những người mà tập thể dục thể thao nha mọi người. Chuyên cho những người tập thể dục thể thao, đặc biệt là chạy bộ hoặc tập tập cái gì đó, mình chạy bộ hoặc là mình đạp xe, mặc mấy con này cho em. Mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền nha. So với mọi người đi mua đồ mới, mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Và cái số tiền đó hoàn toàn mọi người có thể sử dụng vào cái mục đích khác. T7, con này cũng size L luôn. T8, tiếp tục em có một con Nike. Con này, con này của Adidas nha. Logo của Adidas đây. Con đao thun dài tay. Chất nó đẹp chưa ạ? Mấy con này các anh mình mặc mình đi tập, hay mình mặc ở nhà, hoặc là mình mặc đi ngủ cũng được. Cái chất của nó rất là thích. Cái thun này thun xịn nha, chứ không phải mấy cái dòng thun mà pha polyester đâu. Cũng có một vài con nó pha polyester, nhưng mà cái chất của nó rất là mịn và rất là thoải mái. Nó không có bị bí bách đâu. Dòng của Nike Adidas từ trước đến giờ nó vậy rồi. Đặc biệt là những cái sản phẩm của nó sản xuất ra cho những cái hoạt động đó nha mọi người. Đây, T8 này. Những cái sản phẩm mà nó sản xuất ra để cho mình vận động ấy, thì cái chất của nó sẽ rất là đẹp và rất là thoáng khí. Mã T8 ạ, con này cũng size L luôn. Những cái con giữ nhiệt thì bán 330.000 một con. Còn những cái thương hiệu nó nhỏ hơn một chút, ví dụ như thằng Under Armour này, thì bán 300.000 nha mọi người. Thực ra cái chất của nó cũng chẳng thua kém gì đâu. Giữ nhiệt thì chính thằng Under Armour này nó sản xuất áo giữ nhiệt, áo thun nó mới gọi là đẹp đây này. Phối màu rất là đẹp, độ mới cao. Một con Under Armour dài tay, con này 300.000 thôi. Size L luôn, T9. T10. T10 thì con này size M. T10 thì em có một con size M của Under Armour nha. Đây, cái chất thun của nó mình sờ lên tay cái nó mát lạnh luôn ạ. Mọi người không tin nhé. Mọi người về mọi người sờ vào xem. Mình sờ lên tay một cái là mình cảm giác nó mát lạnh luôn ạ. Bởi vì nó là thun lạnh nha mọi người. T10, con này size M giúp em. Con này là size M thì sẽ bán 280.000 thôi. Độ mới như một chiếc áo mới luôn. Tiếp theo vẫn là một con thun body của thằng Spider Active. Cũng là một cái dòng để mình tập thể dục thể thao luôn. Cái dòng mà để vận động cơ thể đấy. Nhưng cái dòng này là không phải của Nike hay Adidas. Nó là một cái thương hiệu cũng cực kỳ lớn và cũng cực kỳ mắc tiền nha. Đây, nó có một con nhện ở đây ạ. Một con nhện dập rất là đẹp luôn. Bên phía tay nó cũng phối một cái túi ở bên này. Đó, tạo sự điểm nhấn rất là tinh tế cho cái áo luôn. Và toàn họa tiết của cái áo này rất là đẹp luôn ạ. Đó, cái chất thun của nó sờ vào rất là mịn. Con này 300.000 ạ. Mã T11 size L luôn. Rồi, thực ra cái lô mà thun thể thao dài tay em về được vài sản phẩm như vậy thôi nha mọi người. Bây giờ thì em sẽ lên những cái con thun cốt tông và những con áo gió và những con áo phao nha. Toàn là hàng mới về hết, không có con nào là hàng cũ đâu. Tiếp theo này, em có một con For Not Feel này. Trời ơi, cái phối màu của nó đây mọi người ơi. Một con thun dài tay chất cốt tông, phối màu không có gì để chê luôn. Này, đây ạ, mọi người nhìn cái phối của nó chưa? Siêu đẹp luôn ạ. Con này thì tầm size L nha. Con này thì tầm 70 cân đổ lại, 70 cân đổ lại nha. Và trong cái trường hợp là các anh phải người gọn gàng nha. 70 cân mà bụng bự là không lấy được con này đâu. Con này 70 cân đổ lại nhưng phải cái cơ thể phải gọn gàng thì mặc mới vừa nha. T12, con này 250.000, độ mới thì như một chiếc áo mới luôn. Nó là hàng nội địa của Nhật đấy ạ. Nó là hàng của Nhật đấy ạ. Nên cái chất lượng của nó thì siêu tốt luôn. Tiếp theo có một con thun cốt tông dài tay mã T13 của thằng Lacoste này, phối màu nâu này. Con này thì bên em đã giặt rồi nhưng mà chưa là nha. Giặt rồi nhưng mà chưa là. Độ mới của nó cũng tương đối cao đấy ạ. Một con Lacoste big logo luôn ạ. Một con Lacoste big logo màu nâu nha. Màu nâu rất là đẹp. Chất cốt tông 100% luôn. Con này 70 cân đổ lại giúp em. T13 230.000 cho một con Lacoste như thế này rồi. T14 cũng là một con rất là đẹp. Một con polo ngựa lớn đây. Và bên này là cờ Mỹ ấy. Bên này cờ Mỹ, bên này polo ngựa lớn. Trời ơi, nó đẹp thôi rồi luôn ạ. Phối màu cũng là màu nâu nâu cà phê sữa này. T14 cũng 230.000 thôi, size L. T15 em có một con Oasis và con này được made in Hàn Quốc ạ. Một con Oasis gió nha. Cũng rất là đẹp. Gió hai lớp, bên trong nó có một cái lớp lưới ạ. Rất là dày dặn này. Một sản phẩm của Oasis Nhật Bản. Đây, những con áo gió bên trong lớp lưới như thế này mọi người mặc vào buổi sáng nha. Nó rất là gọn gàng, cái form này nó rất là gọn gàng và độ mới của nó là gần như một chiếc áo mới luôn. Một con Oasis phối màu siêu đẹp, đen trắng rất là đơn giản như thế này thôi. Đây, đẹp chưa ạ?
size M nhé, con này 200.000 đấy ạ. Tiếp theo em có một con siêu phẩm nhé. Đối với em thì cái phối màu này thì nó là siêu phẩm. Một lại em có một con áo nỉ này, một con áo khoác nỉ bán rất nhiều trên kênh rồi. Về được con nào là hết con đấy, và áo nỉ của bên em nha. Chỉ bán cho mọi người cái mức giá là 230.000 thôi. Chỉ 230.000 cho một con áo nỉ siêu đẹp như thế này thôi ạ. Nó của thằng Gimmer đấy ạ. Gimmer cũng là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng luôn. Đây, một con áo khoác nỉ như thế này, 230.000. Độ mới 99% luôn. Đó. Siêu đẹp nha, nỉ của nó là siêu mịn cho mọi người luôn ạ. Không đẹp, không lấy tiền. Con này size L giúp em 230.000 T16 ạ. Nỉ ở kênh khác người ta bán là 350-400 với mọi người. Tiếp theo em có một con Adidas ba lá. Em có một con Adidas ba lá áo gió nha mọi người. Và cái phối của nó cũng rất là lạ luôn. Hàng này mới quy kiện chưa qua xử lý đâu. Những cái con nào mà mọi người thấy nhăn đấy là hàng mới quy kiện đó, là em bốc một vài con ra em bán trước cho mọi người. Còn những cái con kia em xử lý em sẽ lên sau ạ. Đây, một con Adidas ba lá phối màu đẹp chưa ạ. Con này size XL giúp em nha. Con này thì phải 80 cân, 80 cân đổ lên mặc giúp em, 80 cân đổ lên nha. Con này thì nó size XL đấy ạ, 80 cân đổ không. Con này size 2XL, 80 cho tới 90 cân. Mặc con này cho giúp em nha. Gió hai lớp của Adidas, độ mới rất là cao. Phối của nó cũng siêu đẹp luôn. Phối con này nó đẹp lắm. Nó kiểu phối màu rất là thể thao luôn. Độ mới cao, một con Adidas 2XL, 80 cân đổ lên, cao trên 1m, cao trên 1m7 nha. Và 80 cân đổ lên, size 2XL. T17, con này bán 270. T18 thì em lên cho mọi người một con The North Face với cái phối màu nó siêu độc lạ này. Mọi người nhìn thấy chưa? Đây, con này thì mọi người lên mua, mọi người nên mua cái sản phẩm này nha. Một con The North Face với mấy cái phối như thế này thì nó không có nhiều đâu. Phối này nó không có nhiều đâu. Bởi vì cái phối nó đẹp lắm ạ. Đây, The North Face. Con này size XL nha. Mũ này mọi người không dùng, mọi người hoàn toàn mình có thể tháo ra. Mũ không dùng thì có thể tháo ra được nha. Đẹp chưa ạ? Một con The North Face này. Con này chống nước nhẹ nha. Con này chống được nước đấy ạ. Tem nó đây. Tem của Hàn nha. The North Face. Tem Hàn. Logo thêu nét này nè luôn. Logo này. Hàng chính hãng nha mọi người. Không phải hàng giả, hàng nhái đâu ạ. Con The North Face đây theo đánh giá của em độ mới thì nó gần như là hoàn hảo luôn. Size 110 là size XL này. Con này mới gần như là hoàn hảo luôn. Và con này em sẽ để một cái giá rất là ok cho mọi người luôn. 450.000 một con The North Face gió hai lớp, hai ba lớp nha. Và độ mới của nó thì gần như là hoàn hảo luôn. 450.000 size XL. Con này em tính em để em mặc. Nhưng mà ngày hôm qua em khui được thêm một hai con The North Face nữa rồi thì em đã có áo cho mặc cho mùa đông rồi. Hai con này em sẽ bán lại cho mọi người này. 450.000 size XL The North Face, màu siêu đẹp luôn. Tiếp theo em có một con áo phao của Puma nha. T19, con này thì nó tầm size L thôi. Thì con này em sẽ phải lên form cho mọi người để mọi người dễ mua nha. Mấy con áo phao này thì con Puma này nó mới như mới luôn nha mọi người. Còn em đã báo rồi, hàng mới khui tất nhiên nó phải nhanh. Còn độ mới thì vẫn bao mới cho mọi người. Bởi vì có những cái clip bên em báo là hàng mới khui rồi mà khách hàng nhận hàng về cứ kêu là sao hàng nhanh thế, em không biết trả lời sao luôn. Nên mọi người khi mình mua hàng thì mình lưu ý những cái thông tin ở bên shop người ta cung cấp cho mình nha. Này, con phao này, Adidas đẹp chưa? À, con phao của Puma này. Con này thì 70 cân. 70 cân nha. Cái vòng chun này nó hơi bó một chút nên mọi người mặc nó sẽ rất là đẹp này. Đó. Em 70 cân cao 1m72 này, mặc nó vừa khít luôn này. Một con phao của Puma, con này có mũ nha. Và mũ nó không thể tháo rời đâu. Logo của Puma là theo ở đây. Con này em bao cho mọi người là mới 99%. Mới 99%. Nhận hàng không mới, không như những gì giới thiệu thì trả về cho em. Nếu nó không mới 99% trả về cho em rất là vui vẻ nha. Đẹp lắm ạ. Con này size L đấy. Logo Puma là logo theo nha. Tiếp theo em có một con Adidas. Một con Adidas này. Con phao này. Phao là phao nỉ nha. Chứ không phải là phao lông vũ đâu. Phao lông vũ mọi người mua thì giá trị nó cao hơn rất là nhiều. Con này là phao nỉ thôi. Logo của Adidas này. Thêu nha. Con này phù hợp với những anh nào mà thích cái phối màu nó đơn giản thôi. Phao nỉ của Adidas nhưng mà mọi người mặc thì nó vẫn là chất phao thôi, mặc nó vẫn là nhẹ nhàng. Nó vẫn là nhẹ nhàng và gọn gàng nhé. Một con phao của Adidas chính hãng này. Độ mới thì cũng rất là cao luôn. Logo của Adidas đây. Con này thì 70 cho tới 75 cân, 1m72 đổ lại. 70 cho tới 75 cân, 1m72 đổ lại nhé. Hiện tại là em đang 70 cân, 70-72 cân, mà cũng khá là vừa vặn. Đây, tem chính hãng của Adidas đây, kèm với mã code của nó nha. Hàng chính hãng này nếu mọi người mua chính hãng thì nó đắt lắm ạ. Rồi tiếp theo em có một con gần như là siêu phẩm nhé.
Con này là nó của thương hiệu PAT, thương hiệu PAT này, con tê giác này. Tê giác này thực sự là áo của tê giác, áo khoác, áo gió hoặc là áo thun em bán rất là nhiều rồi, nhưng mà ngày hôm nay mới săn được một con áo phao. Ngày hôm nay mới săn được một con áo phao như thế này. Và cái thương hiệu PAT, cái con áo phao này thì nó bán cái giá không có rẻ. Siêu đắt đấy nhỉ, không có rẻ đấy. Con này thì phao phao lông vũ này, phao lông vũ nha. Phao lông vũ thì em cũng bán xấp xỉ với giá bằng phao lỉ luôn. Đẹp chưa? Phao lông vũ của PAT này. Trời ơi. Chẳng em lại để em mặc đây. 1m7 70 cân đổ lại nha. 1m7 cao cao 1m7 70kg đổ lại bằng cái cân nặng của em mặc là đẹp nhất này. Phao lông vũ của PAT. Trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn ạ. Con này bán 450.000 thôi. Đây, em có con Fila size XL và cũng là một trong những cái con của nó. Không có gì để chê luôn. Con này thì em bán, trước em bán một con size L. Ngày hôm nay về được con size XL này. Đây. Cái hay của đồ si ấy là khi mọi người bỏ ra một chút thời gian, mọi người đi săn hàng nha, mọi người sẽ nhận lại được những cái sản phẩm nó như thế này này. Một con Fila. Logo thêu, hai tay phối hai sọc, đẹp chưa? Có gì để chê không? Con này thì em mặc có vẻ là hơi rộng rồi. Hơi rộng rồi. Kể cả em mặc như thế này thì vẫn vừa, bởi vì nó đây là size XL. Em mặc cái này vẫn vừa mà. Em 72 cân mặc vẫn đẹp, nhưng mà cái này em tư vấn cho mọi người nha. 75 cân mặc giúp em. 75 cân, thậm chí 80 cân mặc cũng được. Cao 1m73 đổ lại. Đó, nó là size XL đấy. Nhưng mà bản thân em size L em mặc vẫn được. Bởi vì những cái con áo phao, những con áo khoác như thế này thì em hay mặc nó rộng ra một chút cho nó thoải mái. Cái áo khoác mà mình mặc bó bí bách thì nó cũng rất là xấu. Tiếp theo em có một con NASA này. Con NASA này thì đây là hàng hoàn nha. Và em có 3 con hàng hoàn, và hàng hoàn thì em sẽ phải bán giá rẻ rồi. Chắc chắn như vậy rồi. Con này Mate 23 size L, một con NASA của USA, độ mới 99%, giá 230.000 thôi. Một con NASA cờ Mỹ nha, hàng của Mỹ, hàng USA. Đây. Con này tầm size L giúp em, 72 cân, cao 1m7 đổ lại. Con này 75 cân mặc cũng được. Một con NASA USA nhà, độ mới 99%. Con này là khách người ta order, người ta mua, khách mới ở bên em, người ta đặt hai cái và người ta bom cả hai cái. Và em biết trước khách này người ta sẽ bom rồi, người ta có vấn đề rồi, nhưng bên em vẫn ship. Đấy là cái sự tôn trọng thôi, nhưng mà một lần thôi. Với những khách đấy thì bên em chỉ có phục vụ một lần thôi. Say goodbye ạ. Rồi tiếp theo em có một con Puma, con này cũng là hàng hoàn nha. Khách báo về là áo xước, nhưng mà em tìm mãi không có một vết xước nào trên áo cả. Đây. Và với những khách như thế này thì bên em cũng từ chối phục vụ luôn. Đây, áo xước ở chỗ nào ạ? Không có một vết xước nào luôn. Và con áo Puma này cũng có rất nhiều người hỏi. Trong cái lô hàng đó em nên có rất nhiều người hỏi ạ. Ngày hôm nay cũng phải bán giảm giá rồi, chắc chắn rồi. Hàng trả về như thế này thì hàng hoàn như thế này. Em bán 150.000 cho con Puma này thôi nha. 150.000. 150.000 thôi ạ. Mã T24, con này thì tầm 75 cân đổ lại. T25. Em có một con gà nha, và con gà này thì clip trước cũng lên rồi, cũng tư vấn được khách rồi, cũng báo là áo bị có vết bẩn rồi, nhưng mà vẫn hoàn về. Không hiểu sao luôn, có nhiều khách họ kỳ lạ lắm ạ. Đây, một con gà nha, con này thì clip trước bên em đã báo là nó có vết bẩn này, và thậm chí là em bảo với anh đấy là anh mà không có vừa cái này đâu, đừng nên mua, nhưng mà vẫn quyết định mua rồi, mua xong về cũng hoàn về cho em đây. Và con này ngày hôm nay cũng phải bán sale. Ngày hôm nay em sẽ xả con này 99.000, xả vía luôn. 99.000 T25. Nó có bẩn nha. Bởi vì áo em đã báo là hàng khui kiện, chưa có qua xử lý. Và đặc biệt là màu trắng thì nó sẽ dính một vài vết bẩn nha mọi người. Con này em bán 99.000 thôi. Một con gà của Pháp nha. Phối màu rất đẹp. Mọi người về tự giặt đi giúp em. Tự giặt là đi nha. Về tổng thể thì độ mới của nó rất là ok. Nếu mọi người giặt sạch sẽ nha, thì nó sẽ rất là đẹp đấy ạ. T25 99.000. Rồi, và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay rồi. Em xin kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình.